Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft rồng sinh tồn. Và hồi nãy lúc mới ghé qua cái chỗ của rồng kỵ sĩ thì mình hơi giật mình luôn. Trời đất ơi, rồng kỵ sĩ ngầu lòi của mình ngày nào sau một đêm thức dậy thôi đã trở thành giống như là tuần lộc rồi. Nhìn lạ thiệt sự luôn á. Và đây là cái bản cập nhật Giáng sinh hay sao ấy. Không chỉ rồng kỵ sĩ thay đổi hình dạng đâu nha. Rồng rác thì bây giờ cũng có một chút thay đổi rồi nè. Da xanh hơn rồi, trên lưng còn có cái phần vảy nó màu đỏ nữa. Khá là đặc biệt luôn. Rồi không biết cánh của rồng kỵ sĩ đâu mất tiêu rồi nhờ. Ủa sao bay giờ? Lạ thiệt. Ôi nhưng mà khoan, từ từ. Cái chú ong mà mình bắt ở đây á, nãy đã gom được một ít cái phấn hoa rồi nè. Đây, bây giờ mình sẽ thử dắt ong có phấn hoa các thứ lại gần rồng kỵ sĩ coi rồng kỵ sĩ có chịu ăn hay không nha. Để xem. Đó, rồng kỵ sĩ đã ăn rồi và hiện tim lên rồi. Vậy là bây giờ thì mình mới chính thức kết bạn được với rồng kỵ sĩ nè. Ra là vậy. Ơ nhưng mà khoan, có gì đó sai sai. Rồng kỵ sĩ không có cánh nhưng mà vẫn bay được nè. Trời đất ơi. Hài hước thiệt sự. Nhìn gì các bạn có hình dung ra đây là rồng không? Mình thì thấy giống đây là tuần lộc hơn ấy. Thiếu cặp sừng nữa thôi là giống Iran tuần lộc luôn. Mèn đấy ơi, cái đuôi thì bây giờ vuông vứt luôn rồi. Hình dáng ngầu lòi ngày nào bây giờ đã bị thay thế rồi. Nhưng mà cũng có cái hay ha, kiểu mới lạ ấy. Rồi, tạm thời thì mình sẽ để rồng kỵ sĩ vô trong nhà đây. Chờ từ từ vô đây. Rồng kỵ sĩ cũng không có quá bự á, nên là không chiếm nhiều diện tích cho lắm. Rồi ngồi xuống đi. Ok. Còn phía bên trong của cái hang động rồng của mình, các bạn đừng có bất ngờ nha. Đây, đây là rồng thanh long đó. Không hiểu luôn. Rồng thanh long của mình thì giống như là được trang trí Giáng sinh nè. Những cái sọc Giáng sinh các thứ đồ. Cái phần lườn bụng bây giờ đã thay đổi thành kẹo hay là bánh gì rồi kìa. Chân trước thì chuyển sang màu hồng các thứ đồ nữa. Nhìn cứ như là một cây kẹo vậy đó. Như một cây kẹo Giáng sinh vậy. Wow, cũng hay phết. Và sơ qua đó là bản cập nhật mới về những người bạn trong dịp Giáng sinh này. Hình như rồng tí hon thì vẫn giữ nguyên hình dạng hay sao ấy nhờ. Ơi, đâu, rồng tí hon cũng thay đổi hình dạng luôn rồi. Nè, bây giờ từ màu đỏ đã chuyển sang màu trắng rồi. Màu trắng vàng. Cũng đẹp hết. Chỉ tiếc là rồng tí hon màu trắng thì vẫn giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu ha, không có thay đổi gì hết luôn. Ok, như vậy nãy giờ thì mình cũng đã thấy qua cái diện mạo của những cái người bạn rồng sau cái bản cập nhật Giáng sinh này. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc ngày hôm nay thôi. Hôm qua mình đã bị cái con rắn hai ra có khả năng siêu hồi phục nó làm cho khó khăn. Thế nên là bữa nay mình quyết định là mình sẽ trừng phạt nó bằng nhiều biện pháp khác nhau. Và có rất là nhiều bạn kiểu gợi ý khá là hay nha. Nào là cho nó tắm nhung nham này, rồi dùng bật lửa để đốt nó, rồi sau đó xử nó thì sẽ dễ hơn á. Mình thấy những ý kiến đó cũng khá là hay đó. Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy sắt ra để mình chuẩn bị mình làm cái xô. Mình đi múc nhung nham một xíu, mình cho nó tắm nhung nham nè. Rồi tới củ kẹo cái con hay ra rồi. Ngoài ra thì mình còn hàng nóng để xử nó nữa, nên là các bạn yên tâm. Ví dụ cái cách đốt nó không thành công á thì mình còn cách cuối cùng. Nhưng mà sao rồng rác ở đây lại có cái phần xanh xanh nước biển kia nhờ. Nhìn chất ấy. Hình như giống đực và giống cái sẽ có một chút sự khác biệt á. Nếu vậy thì rồng Leviathan thì sao? Hồi nãy giờ mình xem những cái người bạn rồng mà mình đã kết bạn rồi thôi. Còn Leviathan mình chưa có xem ấy. Nhiều khi bữa nay Leviathan lại có một cái hình dạng khác thì sao nhờ? Tò mò quá à. Không biết là em sẽ ra làm sao đây. Để coi. Đây rồi. Leviathan bây giờ mọc sừng. Cái sừng đó giống như tuần lộc vậy á.
Trên lưng thì trang trí giống như là những cái dãy đèn Giáng sinh nè. Rồi còn có ngôi sao ở trên trên trán nữa. Wow. Leo với thành ngầu lòi ngày nào. Bây giờ thì cũng đã hòa nhập vào không khí chuẩn bị Giáng sinh rồi. Ui còn bơi nữa cơ. Wow, đang phô trương vẻ đẹp hay gì đó. Thích quá à. Ở đây không có cách nào để mình tạo ra cái đợt mưa liền nhờ. Phải có mưa phát là mình sẽ đi thường phục leo về thành liền luôn. Háo hức lắm rồi. Ok, giờ tạm qua gác qua cái vẻ đẹp của Leva Thành đi. Giờ mình sẽ tiến thẳng tới chỗ của cái con Hyra thôi. Chắc nó đang tự đắc ở bên đó đấy. Mình nghĩ vậy. Hôm qua nó bán hành cho mình 2 lần liên tiếp mà. Ơ, còn anh một mắt thì sao? Anh có đón Giáng sinh được? Ôi, ảnh vẫn xì tai đó. Một mắt. Râu thì chưa cạo, vẫn một cái sừng đó. Ok, này, cho nay cho anh tắm dung nham nè. Ôi, ôi. Đó. Dính dung nham liền. Rồi mình sẽ chưởng cái phi tiêu rồng của mình. Một phi tiêu rồng thôi. Lụm cục kẹo liền. Đây đây đây, nó vẫn ở đây. Mình sẽ dụ nó lại đây trước đã. Ui đó 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 đó, lại đây, đúng rồi đúng rồi. Úi giời. Ui nó khôn thế. Ồ, con này cũng biết rén à. Đúng rồi, ngươi lại đây, ngươi có ngon ngươi lại đây. Đổ nhung nhàm xuống cây bình nó luôn. Cho nó dính cái đã. Coi. Nó dính trưởng rồi. Mình sẽ tung những cái phi tiêu rồng của mình vào. Ui, nó dội lên luôn. What? Phi tiêu rồng nè, đó, cục mấy cái đầu của nó rồi. Mình tấn công tầm xa như vậy thì nó sẽ không chích độc mình được. Nhưng mà hơi tốn năng lượng rồng của mình nhá. Quờ nó trầu thiệt á chứ. Liên tục là những cái phi tiêu rồng của mình mà không xi nhê. Thôi à, mình sẽ chuyển sang chế độ cận chiến thôi. Không thể phóng phi tiêu mãi như vậy được. Rồi lần này mà không bem được nó nữa thì mình chuyển sang cái tuyệt chiêu cuối mà mình chuẩn bị trong ngày hôm nay đó. Vô nào. Cho nó nhín nếm mùi nhung nhau trước đã. Ui nó né được cơ. Này thì hay ra nè. Hay ra đi. Còn hay ra không kịp. Mình đánh cho nó lọt vô nhung nhau cái đã. Cho nó cháy. Ừ. Ui. Nhưng mà nó lọt xuống nước mất rồi. Con này không chỉ mạnh mà nó còn ranh ma nữa. Giờ mới có thể đốt được nó bằng nhung nham này. Rồi, nó đã bị đốt khá là nhiều rồi đó. Chỉ sang là chặt nó thôi. Ừ, đánh nó lọt vô cái chỗ nhung nham kia luôn. Nó sắp đi rồi. Đi không? Ui, nó hồi phục lại rồi. Ôi no. À, chết tiệt. Thì ra, ngươi muốn ta dùng tuyệt chiêu cuối chứ gì? Mình đã chuẩn bị sẵn cái tuyệt chiêu cuối của mình rồi. Đó chính là dùng cái đầu của mụ Medusa. Đánh không lại ngươi thì ta sẽ hóa đá ngươi luôn. Này, chuẩn bị đi. Cái con rắn khủng khiếp. Đâu rồi? Này thì con rắn khủng khiếp. Rồi. Mình thành công rồi. Mình thành công biến cái con rắn hai ra này thành một bức tượng rất là nhiều đầu nè. Giờ thì nó hết ngoe ngoải để nó phun độc mình rồi. Cái kết của việc dám kiểu như là bán hành mình đó. Ui ui, thêm con dung này nữa, đi vô khác. Mà phải công nhận con này nó hồi phục tốt thiệt nhờ. Rất là vất vả để có thể chiến đấu với nó. Và bây giờ mình sẽ thử coi. Ỉ, mình có thể mang cái pho tượng này về rồi luôn, dùng để trang trí gần nhà luôn. Ủa, ở đây cũng có một cái chỗ cướp dân làng. Oh my god, chỗ này nó còn cạnh một ngôi làng nữa cơ. Thôi xong rồi, chắc mình phải thay dân làng trợ giúp thôi. Nhưng mà khoan, từ từ, ở đây mình thấy nó có một cái kim tự tháp hay gì đó. Ê, gì vậy? Đi ra chỗ khác. Wow, chắc vậy thôi. Đây là một cái kim tự tháp này mini này. Có đường đi xuống đàng hoàng nha. À, có rương luôn. Ôi, có spawner. À, thì ra có spawner ở đây. Ok. Trong này cho mình 500 này. À, có thể giúp mình hút những cái món đồ lân cận hả? Phải không? Ồ, chính xác rồi, nó hút đồ vô nè. Đúng không ta? Ủa, sao nó hết thúc vậy? À, là nó có thời gian hồi. Ồ, ra là vậy, tức là sau một khoảng thời gian thì nó sẽ tự hút lại ha. Ok, hiểu luôn.
Rồi có đầu của Kobo nè. Như vậy thì đây là cái chỗ kim tự tháp của mấy cái con Kobo. Hôm bữa bọn chúng ỷ đông hiếp yếu đúng không? Mình cũng có cái món đồ triệu hồi đệ chứ bộ. Đây, mình sẽ triệu hồi những cái đệ thổi kèn. Vô. Đó, giỡn mặt hả? Thổi kèn không bị giữ luôn. Ui. Ui ui ui. Có con chọi bơm kìa. Ấy da. Này thì dám chọi bơm hả? Chết tiệt. Ê. Này thì chọi bơm. Trả giá đi. Xong rồi mình xử được tên chọi bơm rồi. Đó. Trời. Vệ sĩ thổi kèn của mình hơi bị ghê nha. Hỗ trợ mình liền. Ui ui. Ui ui. Cẩn thận cẩn thận. Mình sẽ hỗ trợ vệ sĩ của mình. Ui. Nhưng mà mình đang bị đói này nên là không hỗ trợ được rồi. Trời ơi, tỏi kèn quá trời dữ luôn. Oh my god. Ui, từ 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 từ. Số lượng bọn chúng đông quá. Nên là mình cần phải ăn no trước khi đi vào chiến đấu á. Rồi, đã tới lúc để phản kháng lên rồi. Hơi thở rồng độc. Trả giá đi. Bọn khốn kiếp. Wow, có số lượng cướp dân làng ở trong cái tòa tháp này này. Nhưng mà không sao, mình sẽ không bỏ cuộc. Tiếp tục tấn công. Hơi thở rồng độc. Wow, mình còn kích hoạt cuộc xâm lược trong đây nữa. Nhưng mà mình sẽ sớm giải cứu những cái dân làng trong đây thôi. Ui, mình gần quét sạch được rồi. Nhưng mà sắp xỉ bọn chúng lại kéo thêm quân lại đây để hỗ trợ rồi. Nên là phải nhanh chóng xử thôi. Đây, spawner cũng phải đập liền nè. Ui, có tên núp ở đây à. Ý, tên cầm bơm. Ồ, mình đã lấy được cái món đồ mà hắn chọi bơm rồi. Còn nhặt được trái bơm của hắn nữa. Chắc mình phải chọi bơm để trả thù thôi. Chọi bơm trả thù nè. Trả giá đi. Chọi bơm nè. Nhưng mà bơm này nổ không có to lắm nha. Hơi đáng tiếc vì điều đó. Ok. Từ sao mình phát hiện đằng trước có một cái con rồng sấm sét nhưng mà khoan. À nó ngủ rồi. Tại vì bình thường rồng sấm sét ban ngày sẽ đi ngủ á. Nên là lúc này mình sẽ áp sát và phun hơi thở độc nào. Oh my god thiệt. Đích thực là một sát thủ luôn á. Trời ơi. Rồng sấm sét còn chưa kịp cửa ngoại nữa. Rồi, đây là giấc ngủ ngàn thu cho rồng sấm sét luôn. Và cho mình 11 bảy rồng. Ừ. Không nhiều cho lắm. Quay càng ngày mình càng thích hơi thở độc á nha. Ở đây mà có rồng sấm sét là nhiều khả năng ở dưới lòng đất lại có hang rồng sấm sét ngàn năm á. Oh. Tuyệt cú mèo. Để mình đi tìm rồng sấm sét ngàn năm mới được. Ui, trời mưa rồi. Oh, cuối cùng thì trời cũng mưa rồi. Đây là thời điểm vàng để mình có thể thuần phục được Lê Vai Thịnh đấy. Wow. Thôi được rồi, trước tiên thì để mình đánh bại cái con rồng đang ẩn nấp dưới tán cây kia cái đã. Với cả là mình sẽ dùng cái kỹ năng thợ săn của mình. Bữa giờ mình rất ít khi dùng kỹ năng này. Rồi rồi. Giờ thì chuẩn bị đi săn rồng nào. Rồng đang chưa phát hiện mình. Hả? One shot luôn. Ui, cái kỹ năng thợ săn này đúng bá luôn. Nó gấp 3 lần sát thương của mình. Hồi nãy mình dùng kỹ năng này sớm chắc mình đã đánh bại được con Hydra rồi. Mà tiếc quá bây giờ con Hydra nó đã thành một cái bức tượng đó. Nó còn nằm chèo queo ở đây nè. Đây để mình thả nó ra cho các bạn xem. Đó, nó nằm chèo queo gì rồi. Nên là không thể quýnh nó nữa. Giờ quýnh nó thì nó bể luôn cái bức tượng thì cũng hơi tiếc. Rồi giờ thì mình sẽ tranh thủ mình loot xác con rồng này rồi đi về giết coi. Tại vì trời mưa rồi đó. Mình mà bỏ lỡ cơ hội này là rất là lâu trời mới mưa tiếp đấy. À, ở đây có anh một mắt nữa nè. Chưa. Để mình kích hoạt kỹ năng thợ săn lên. Mình thử săn anh một mắt luôn coi. Tại bình thường ảnh cũng hay cạp mình lắm. Rồi, kỹ năng thợ săn đã kích hoạt. Giờ thì một hit không? Một hit được luôn. Wow. Rồng rừng xanh bá thiệt. Nhưng mà cái này có một điều đáng tiếc là mình bắt buộc phải đi săn rác rồi. Săn rác ngoài tự nhiên á để mình lấy thịt mới được. Tại vì món ăn ưa thích của Leviathan lại là thịt của rác nữa mới khổ. Mình ba mấy miếng, ok ba mấy miếng là được rồi. Chắc đủ rồi đó. Rồi sẵn tiện tiễn dòng mấy thanh niên này luôn. Tại cái vùng đồng bằng mà mấy thanh niên này hay đi cà khịa lắm. Ok.
có thịt của Rex rồi, giờ thì trở lại chỗ của Leviathan thôi. Ủa đâu vậy? Ê! Oh no! Hình như Leviathan đi chỗ khác hay sao rồi? Không! Mình chỉ tìm đúng một cái chỗ này thôi đó. Ở đây, Leviathan bên đây. Ui! Ui, ấy đó, chưa gì Leviathan tấn công mình rồi. Để ý nha, khi mà Leviathan tấn công bằng tia sét thì mình sẽ chạy lại. Mình cho ăn liền. Đó là cái thời điểm vàng để mình thuần phục ấy. Đợi, chờ. Phải nhẫn nại mới được. Nào, sét đánh đi nào. Chưa làm bạn được. Mình chưa dùng cây gậy này được, tức là chưa làm bạn được á. Nào, sét đánh đi. Con Xuân đi chỗ khác nha. Đi chỗ khác. Rồi, chờ đợi nào. Tấn công đi. Đúng rồi. Cho ăn. Chưa hiện tim. Hiện tim mới được chứ. Đây rồi. Ú, hiện tim rồi. Ủa, trời cũng tạnh mưa. Đúng lúc vậy. Và bây giờ thì mình đã có thể leo lên lưng của Leviathan rồi. Vô rừng xanh và vô biển, sự kết hợp khá là ok la nè. Chỉ có điều mình với Leviathan hơi khác màu một xíu thôi ha. Rồi giờ thì thử cùng nhau xuống nước nào. Ý, được bơi lặn ở dưới nước cùng Leviathan rồi. Thích lắm luôn á. Tuyệt vời. Bơi lên. Quá đã luôn. Nhưng mà bây giờ thì hơi bất tiện một cái á, là mình chưa có khả năng thở hoàn toàn ở dưới nước. Chỉ đúng bất tiện cái đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử coi. Leviathan hình như có thể mặc được giáp á. Mình có thể mang theo giáp. Giáp rồng, à chính xác. Mình có thủ sẵn một cái giáp rồng ở trên người nè. Mình cho Leviathan thở. Không được. Như vậy thì Leviathan chỉ có thể gắn vào cái ống dẫn thôi. Cái ống dẫn này thì chắc phải đi săn mấy con ốc anh Vũ rồi. Trái tim biển cả đồ các thứ thì mới chế tạo được. Mà trời tạnh mưa sớm quá, thế nên là chắc mình không kịp thời gian để qua bên cái chỗ còn lại. Tại vì mình phát hiện tới hai chỗ Leviathan lận. Đây là chỗ thứ hai rồi, còn chỗ thứ nhất là Leviathan màu đen. Nè, mấy con giùm bài lại đây. Leviathan mình hơi bị sụn đó. Ui, cầm đinh ba nè. Leviathan không có ngán đâu. Nhưng mà mình thì có nha, mình hết oxy rồi. Mình phải ngồi lên mình thở. Rồi tiếp tục. Quẩy dưới nước nè. Đó. Những cú cắn của Leviathan có thể nói là cực kỳ mạnh luôn. Áp sát là các ngươi xác định hết. Tuyệt vời. Ôi nó còn rơi ra cho mình cái gì cơ? Một cái Golden Spin. Nó rơi ra cho mình một cái gai trên lưng của con giám hộ hay sao á. Ấy da, nhưng mà mình đói quá. Mình còn phải ăn no các thứ thì mới có thể cưỡi Leviathan tiếp được. Ăn thêm trái tim luôn đi. Hiện tại mình 42 tuổi rồi. Ăn thêm trái tim. Lên 43 tuổi. Rồi. Nhưng mà vẫn không có tuổi với Leviathan nha. Kích thước mình còn bé nhiều lắm so với Leviathan luôn á. Kích thước không quan trọng. Quan trọng là mãi bên nhau bạn nhé. Ok. Tự nhiên ở đây có công trình dưới nước nè. Có thủy quái luôn. Tấn công đó. Dưới này có thủy quái. Ai, mình hết oxy. Đằng kia còn có con long quang biển kìa. Trời, con đó mình là xử một cái một á. Nhưng mà để coi sức mạnh của Leviathan có thể bem được nó hay không nha. Tác chiến nào Leviathan. Tấn công. Hi, hút nó. Đúng rồi. Tuyệt của mèo. Ôi, ngấm củ tỏi luôn rồi. Mạnh thiệt. Wow, con lăng quăng biển mà còn phải ráng Leviathan á. Nè. Lăng quăng biển á. Tấn công Leviathan. Ui, được chưa? Ui, mình mới lắc máy. Ui, mà nó quýnh Leviathan mình còn có tí tẹo máu hả? Chạy. Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mà máu thì cần phải hồi phục lại nha.
Oh my god. Xíu nữa là người bạn mới của mình đã ra đi thôi. Hên thiệt. Rồi ăn lại đi nha. Hên là thức ăn của Leviathan cũng giống mình, nên là mình có thể chia sẻ thức ăn rồi cả hai cùng đi khám phá khá là tiện ha. Rồi ăn no nê các thứ rồi, bây giờ thì tiếp tục lên đường nào. Ui ở dưới còn có kỳ lân biển nữa kìa. Wow. Mà mình không có cái cục mút biển á chứ. Phải có, mình bắt một cặp luôn là đẹp nè. Ơ nhưng mà mình có cái mốp capture á. Đây. Mình vẫn sẽ bắt về. Bắt về, bắt về. Ê đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy. Nào 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 đừng chạy nè. Nhờn nhau nữa trời ơi. Đừng chạy. Rồi ok hết chạy rồi đó. Xuống đây đi nào Leviathan. Ơ không xuống à. Ôi hay là chơi cái hồ nhà mình bé vậy ta. Cái hồ trước nhà mình khác cũng bự mà. Ít ra cũng có chỗ, đây là chỗ kiểu như bự nhất của khu mình rồi đó. Còn mấy cái kia là mấy cái khúc sông nó bé bé không à. Không có phù hợp cho Leviathan đâu. Rồi, ở dưới đó chơi đi. Bữa nay tính ra mình hơi bị bội thu á nha. Vừa mang được Leviathan về nhà. Ôi. À đi theo mình nữa, thôi thôi thôi. Ở dưới nước đi, ngâm dưới nước đi. Bữa nay vừa có được cái bức tượng từ cái con rắn hay ra khốn kiếp. Mình sẽ đặt cái bức tượng hay ra ở đây. Vào để kè mấy con rắn ở gần gần nhà mình ha. Cho nó bớt bớt chạy lại rồi nó cắn mình với cả mấy nhóc rồng. Còn về phần kỳ lân biển á thì mình sẽ thả chung với cái hồ mà Leviathan sống luôn ha. Cái hồ nước này mình thấy khá là ưng nè. Đó. Ở đây thì cũng đủ rộng cho kỳ lân biển bơi lội các thứ. Chỉ tiếc là bữa nay thì mình chưa có dịp để săn mấy cái con rồng ngàn năm nhờ. Ồ, chỉ mới gặp mấy con rồng trên mặt đất thôi. Nên là chắc bữa nay mình sẽ đi săn rồng ngàn năm một chuyến á. Nhất là rồng ngàn năm mà kiểu sấm sét ấy. Mình rất là muốn chạm trán với rồng ngàn năm sấm sét luôn. Ê, ở đây nó còn có cái cây nấm khổng lồ gì nữa nè. À, cái nấm khổng lồ bỏ hoang. Ok. Ui, trên đây nhện không á. Nhện độc nữa chứ. Mình cực kỳ ghét nó. Cuối cùng thì mình cũng gặp được một cái hang rồng đầu tiên rồi. Để xem nào. Đây là rồng lửa. Thôi được, thôi được. Kích hoạt kỹ năng thợ săn lên mới được. Tiếp theo là kỹ năng tăng tốc độ đánh. Ui, nhưng mà lẹ lẹ, mình đang bị đói rồi kìa. Quá trời quá đất rồi. Nhược điểm của cái rồng cái rồng rừng xanh là vậy đó. Cứ vô hang là y như rằng sẽ yếu đi bội phần. Mà không sao, mình sẽ đánh nhanh chút bọn. Áp sát, chặt rồng nè. Ui, không xi nhê rồi. Phi tiêu rồng. Được hay không? Ui. Ui mày thế. Hên là mình đánh nhanh rút gọn không là chắc cũng mệt với rồng lửa ngày năm đấy. Nhưng mà có vẻ kỹ năng thợ săn của mình đánh cái con. Ui ui. Ây ây. Này thì cái rương nhảy nhảy. Mấy cái rương ăn thịt người. Có vẻ là cái kỹ năng thợ săn của mình á, khi đánh rồng thì cũng không có thể one shot được ha. Nhưng mà mình đánh giá kỹ năng đó cũng khá là tốt đấy. Nó sẽ giúp mình kiểu như có thể có được lợi thế ban đầu. Rồi còn bây giờ thì tới công đoạn quan trọng hơn nè, là loot cái xác rồng này. Để xem mình sẽ có được bao nhiêu cái vảy rồng đây. Ôi, còn có cả trứng rồng. Yo, đây là trứng rồng xám. Tuyệt vời luôn. Còn có quà tặng kèm nữa. Thích thật. Vậy là sắp tới mình có mục tiêu rồi đó. Mình sẽ săn thật là nhiều rồng lửa để mình lấy vảy rồng. Ê, ê. Rồi rồi thôi xong rồi. Chưa nữa. Mình lỡ triệu hồi mấy cái con á. Mấy con quái vật từ cái spawner rồi. Để mình tiêu diệt nó lẹ. Sắp tới á thì mình sẽ săn thật là nhiều những cái con rồng lửa để mình lấy vảy. Rồi từ vảy đó mình sẽ chế tạo thành cái lò luyện rồng. Và nhờ cái nhóc rồng trong tương lai mà mình nuôi nè, mình sẽ luyện ra những cái thép rồng cực mạnh luôn. Wow, kế hoạch của mình là như vậy đó. Cái còn bây giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp coi. Coi gần đây còn cái hang rồng tương tự nào không. Đây là chỗ của chiến binh giáp sát. Cũng được, không gặp hang rồng mà gặp chỗ chiến binh giáp sát cũng ok. Giờ trước mắt thì mình phải kích hoạt cái kỹ năng thợ săn của mình lên thêm một lần nữa. Và mình phải gán né được những cái đòn đánh của chiến binh giáp sắt nha.
Rồi rồi rồi, chứng minh giám sát thức tỉnh rồi. Rồi tôi xong luôn, không né được luôn. Quýnh cái bèn vô mông luôn à. Trời đất. Né né né. Xí hộp. Mình phải canh đúng lúc mình đánh nó mới gây được sát thương cho chiến binh giáp sắt. Ây da. Ui có vẻ là khó để kích hoạt kỹ năng thợ săn rồi. Ok không sao, mình sẽ nhấn lại chờ đợi. Chắc sắp rồi đó. Kích hoạt thêm một lần nữa nè. Ui, sao mình vừa kích hoạt là chiến binh giáp sắt sẽ dậm lên nha. À đây rồi, cơ hội. Ý, rồi không đánh kịp. Vậy là không thể dùng cái phi tiêu rồng để mình tấn công chiến binh giáp sắt nha. Khó vậy. Bộ giáp sắt của chiến binh này lợi hại quá. Ý, dậm nữa cơ. Không sao, cơ hội mình còn nhiều lắm. Ủa, né. Vẫn chưa tung ra cái đòn lợi hại nhất nên là mình chưa sợ đâu. Ui da. Ê, trời. Một cái nè. Đấy rồi. Đánh một thì trả lại một nha. Rồi và mình sẽ nhặt được chiếc mũ của chiến binh giáp sắt cũng như là chiếc rìu luôn. Hai cái món này thì mình sẽ xài hoài không có sợ vỡ ha. Ủa đúng đó. Ủa sao cái rìu. Ôi. Ok, mình không thể nhặt được cái rìu. Đấy. Rồi, cái rìu xịn vậy mà không cho mình xài. Ôi no, mình chỉ có thể lụm về thôi, chứ không thể dùng được. Ôi, uổng vậy. Đấy, làm rồng cũng nhiều cái khó khăn lắm. Không phải muốn dùng cái gì cũng được dùng á. Bữa nay thì ít ra mình cũng có chiến lợi phẩm là một cái trứng rồng mang về ha. Thế nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ về nhà mình ấp cái trứng này liền mới được. Đầu tiên là mình cần một cái bật lửa. Đây, có cục sỏi rồi. Mình sẽ kết hợp với một tí sắt nữa. Làm ra cái bật lửa rồi. Mang vào, ui, ấp trong nhà luôn nha. Ồ, chắc không sao đâu. Mình nghĩ sẽ không cháy nhà đâu. Really nigga. Đập một cái cục ra. Ui da, đào mạnh đi. Đặt cục này xuống, đặt cái trứng xuống. Rồi, ấp thôi. Ok, cái trứng đang trong quá trình ấp rồi cả. Công đoạn còn lại là ngồi chờ đợi thôi. Háo hức quá à. À, không ngờ mà bữa nay mình lại may mắn tới vậy luôn á. Vừa có được level thành rồi, mà bây giờ còn chuẩn bị có thêm thành viên rồng mới nữa. Mình hết nhỏ rồi. Và để chào đón thành viên mới thì hình như là mình, ồ mình không đủ kim cương rồi. Thôi mà không sao, chắc xíu mình gom vàng mình làm giáp cho rồng cũng được á. Tại vì mình muốn dành tặng cho rồng chuẩn bị nở nè, một cái bộ giáp đàng hoàng luôn sau khi kiểu như là nở ra ấy. Mới nở thôi mà có hiệu ứng gì trên người ấy ta. Ui định ăn thịt nhân làng á gì cưng. No. Trời đất ơi. Rồng mới lớn không mà định ăn thịt dân làng rồi. Dữ thiệt. Thôi đừng. Trời, dân làng có tội tình gì đâu cưng. Rồng mình chiến thiệt sự. Trời, máu chiến từ nhỏ là có thiệt nha. Rồi và để kiềm hãm cái sự chiến này thì mình sẽ cần có một cái cây gậy. Rồi, có cây gậy này thì mới kiềm hãm cái sự chiến của rồng mình được. Rồi ngồi yên đi. Ừ ngủ đi, ngủ càng tốt. Dân làng run sợ các thứ. Đây, thả rồng sớm. Trong lúc rồng ngủ thì mình sẽ tạo bất ngờ bằng cách là chế tạo liền một cái set giáp ha. Không biết có đủ không nữa. 20 khối. À căng đó nha, 20 hình như là không đủ á. Phải chi có giáp bằng ngọc lục bảo thì hay biết mấy. Nhưng mà tiếc quá chỉ có sắt, vàng, kim cương, đồng, rồi bạc với thép rồng thôi. Để mình trở về cái nhà cũ của mình. Tại vì mình còn cái nhà cũ nữa mà. Mình cũng cất khá là nhiều đồ ở bên đó. Nè cái đống vàng nè. Trời, nguyên một cái dựa vàng bên này luôn. Vậy thì dư sức rồi. Đây mình sẽ làm lần lượt là nón rồng. Rồi cổ rồng. Mình rồng. Với cả là đuôi rồng. Bằng vàng hết trơn đó nha. Lấp lánh bling các thứ. Mang về và trang bị cho rồng thôi. Đây. Để rồng xuống. Rồi giờ thì mặc giáp vào cho rồng nè. Ở đây còn có thể gắn được banner nữa. Thế nên là mình sẽ gắn cái banner. Mình nhớ mình có cái banner cây kiếm á. Mình gắn ở đâu rồi? Ủa mình nhớ mình có cái banner cây kiếm mà ta. Ở đây mình gắn ở đây nè.
Ủa mất tiêu rồi. Ủa what? Mình đập cái mất cái banner luôn hả? Ủa gì vậy? Ủa? Gọi luôn, mất cái banner cái kiếm luôn. Ủa kỳ vậy ta? Ủa nhưng mà sao giờ? Ủa hình như cái banner nó hơi bự so với rộng hay sao á? Tội nghiệp rộng quá à. Thôi nào bự đi mình gắn banner sao? Ủa? Ủa sao mình mặc... Ủa khoan. À đây 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 đây. Hiện ra là bị lắc giáp rộng. Ui kháo khỉnh thiệt á chứ. Rồng này làm lớn lên là chắc là hơi bị chiến luôn á nha. À và xem coi. Đây là rồng cái. Ra là vậy. Hiểu vấn đề luôn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức có được cái người bạn Leviathan màu trắng đi rồi. Chỉ tiếc là mình chưa có đủ thời gian để mình qua bên cái vùng biển còn lại và thuần phục thêm cái người bạn Leviathan màu đen nữa. Nhưng mà không sao, nào mưa thì mình sẽ tiếp tục qua đó và tìm kiếm người bạn đó thôi. Ngoài ra thì mình còn chào đón thành viên rồng mới, đó chính là rồng lửa con nè. Sắp tới sẽ là trợ thủ đắc lực của mình đó nha. Và cũng có thể giúp mình luyện ra những cái thép rồng trong tương lai nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái trận chiến kế tiếp của mình cùng với những cái người bạn rồng này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.